nằm lọt thỏm ở trong một cái khu vườn. Cái khu mộ ở bên đây thì có một cái hàng rào của ngôi mộ, còn hai ngôi mộ bên kia thì không có một cái hàng rào nào hết. Chị Hai, ông chính giữa hai bên hai bà. Hai bà vợ ha. Con với cô vô đó chơi, cô vô đó giếng cô. Đây của ông bà hết hả? Đây của ông bà, có ông bà hơi đậu. Dạ. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay vào khoảng hơn 12 giờ và cũng khá là vất vả khi mà Bùi Hồ phải từ Đồng Tháp xuống đây để quay về cái khu mộ cổ cho cô bác quý anh chị xem. Thì theo được một số thông tin thì khu mộ cổ này có niên đại gần 200 năm, có nghĩa là gần 2 thế kỷ cô bác quý anh chị. Và có một số bạn, theo thông tin một số bạn nói thì đây là một cái khu biệt thự mộ cổ với rất là nhiều ngôi mộ hoành tráng ở đây. Thì khi mà đến cái huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ hỏi về cái khu mộ cổ này thì tất cả mọi người ở đây họ đều biết được. Chúng ta thấy lối vào chính của khu mộ cổ đó thì nó có ba cái nhà rất là lớn ở đây. Và trong khuôn viên này, khu mộ này thì nó khoảng 1.000 mét vuông của bác quý anh chị. Thấy những cái cấu trúc về cái hình thù rất là lạ và nó mang một cái hướng du phong. Chẳng khác nào là một cái khu biệt thự. Thì theo Bùi Hồ tìm hiểu trước đây á, thì đây là một cái khu mộ của một cái ông hội đồng từ rất là xa xưa. Và hôm nay thì đến đây có được cái cánh cổng vẫn đang mở ngoài kia kìa. Thì bây giờ Bùi Hồ đến đây. Đây khu ở chính giữa và hai bên. Đến đây vào thời gian buổi trưa. Ở đây có một cái tấm bia được ghi bằng chữ Hán. Mình không có đem ống quẹt theo nữa. Đây cô bác quý anh chị. Nhìn những cái hoa văn, những cái họa tiết ở nơi đây đó thì rất là đẹp luôn. Và mỗi một cái nhà lớn như thế này là một cái ngôi mộ. Không, ở đằng sau đằng kia thì rất là nhiều ngôi mộ luôn. Không biết như thế nào, chắc có lẽ là đến đây thì rất là vắng. Một cái khu mộ ở giữa này là lớn nhất luôn nè. Mặc dù ở một giữa một cái giường như thế này á, chắc có lẽ là để gõ hơn, để chắc chút xíu nữa mình sẽ hỏi một số người dân sắc vào những cái phần mà mộ của bác của chị. Thấy rất là chắc và bền luôn. Mặc dù như phong phủ kính đằng kia, ở đây nó nằm lọt thỏm ở trong một cái khu vườn đó. Cái khu mộ ở bên đây thì có một cái hàng rào của ngôi mộ, còn hai ngôi mộ bên kia thì không có một cái hàng rào nào hết. Và chúng ta vẫn thấy thì có những người thắp đến đây để mà thắp nhang. Không biết như thế nào để tìm hiểu thật hơn ngôi mộ, chắc có thể là mình nhờ một người nào đó ở đây sẽ hướng dẫn cho mình. Mong gặp được một người nào đó có hướng dẫn đấy. Tại vì thấy ngôi mộ này rất là có cô này nè, nhờ cô này hỏi về cái khu mộ đằng đó kìa. Cô cho con hỏi là cái khu mộ cổ đằng đó đó cô. Khu mộ cổ người ta đóng cửa mà đã cho vô. Ta mở cửa rồi đó cô. Đâu mở cửa đâu? Mới nãy mở cửa kìa. Nó không biết mở cửa thì vô hay làm gì mà biết, chúng ta phá cửa không à? Dạ, con mới mở cửa mới vô quay nè. Người ta mở cửa hay gì? Dạ. Người ta mở cửa vô hay là gì của người ta, cái bác người ta ngoài đó. Ở khu mộ nó diễn lắm lâu rồi. Dạ. Yeah. Nó mục rồi. Của ai cô ha? Khu mộ đó của chủ đất hồi đó, anh Tổ Điền, ông gì hồi đó. Dạ. Yeah. Lắm lâu rồi. Dạ. Hồi đó về đây là có cái mộ này rồi. Cô về là có rồi ha? Ừ. Về đây mấy chục năm mà mãi cũng cả trăm mấy năm rồi. Cô biết mộ đó của ai không? Của gia đình của ông đó. Dạ hả? Ừ. Nhà thường đó. Là giàu lắm hả cô? Thì coi như bây giờ người ta đủ ăn, người ta dư xài chút đỉnh vậy thôi chứ không có giàu gì mấy. Ngày xưa giàu lắm phải không? Bá hộ phải không? Bá hộ đó. Dạ. Mà giờ con cháu lợi thì cũng đủ chứ không có dư giả gì. Linh không cô?
Không, hồi nãy giờ không biết. Dạ. Chứ cô dám vô đó ngủ đó. Cô vô đó ngủ luôn hả? Ờ. Chắc lắm á, nhưng nó rộng lắm. Dạ. Hai con thấy bên đó tới ba ngôi mộ đó. Thì ha, ông chính giữa hai bên hai bà. Hai bà vợ ha. Phá cửa không đó, mà vợ mẹ nó đi chút đồ quá, hay lại đi làm gì nữa. Dạ. Bà nó sửa của nó đó. Dạ. Mở cửa nó, tại chú đi tự, chú cho chú mượn ông lẹt chú đi tự thầm lén chú đi thẳng. Con nghe biết gì về đó. Cái mộ này cũng đâu có gì đâu. Ừ. Hồi lần chưa vào người ta cũng lợi hoài à. Dạ. Hồi lần chưa vào người ta cũng lợi hoài à. Dạ. Nhưng mà hồi ngày vào tới giờ ít ai vô, bị vào tới đó rồi ta khóa cửa nó đâu cho vô. Dạ. Ừ. Rồi cho chú mượn ông quẹt chú vô chổng chú đốt nhang chú giá. Anh tên gì? Anh Linh Phát, mà lại đừng quay anh. Dạ, cho em thu âm vô ha. Thu âm thôi, khỏi thu hành cũng được. Khỏi ra anh cũng được. Anh Phát ha. Ừ. Anh Phát là quê đây luôn hả? À. Anh biết cái khu mộ này lâu chưa? Mộ thì lâu lắm rồi. Ừ. Có cả 100 năm rồi. Dạ. Ông chủ đó hả? Nó đi chuyện vớt ốc. Dạ hả? Ừ. Ở đây người ta cho vớt ốc hả? Cho. À. Chào chú. Chào chú. Cái này là của ai anh Phát? Của ông hội đồng lúc trước á. Ừ. Ông giàu lắm hả? Thì ổng trước có là giàu nhất vùng này vậy nè. Mấy trăm năm rồi. Anh có thường từ thời Pháp hay gì tới giờ. Anh có thường ra đây không? Lúc trước nhỏ ra mà sau này ít ra lắm. Dạ. Bây giờ nãy giờ thì rất là cố gắng để mà tìm người có thể giải thích, người dân ở đây giải thích cho mình hiểu. À, anh cũng không gần, có ông cháu của con hội đồng này nè. Đây là ông hội đồng ở giữa đúng không? Đúng rồi. Còn hai bên là hai bà vợ hả? Ừ, hai bà vợ. Ừ. Còn xung quanh thì là dòng họ. Xung quanh đây là dòng họ hết á. Ừ. Bây giờ thì con cháu giàu không anh Phát? Cũng giàu. Giàu hả? Đất đây là trước đây của ông bà hết hả? Ừ, có ông bà hội đồng không? Dạ. Ôi, anh nhìn thấy bên đó đẹp ghê ha. Khuôn viên này lớn ghê hơn Phát. À. Mấy cái chữ này là anh có gần không? Không. Dạ. Này xa xưa lắm, từ thời Pháp, có 100 năm trước rồi. Nhưng mà tại sao bên kia có hàng rào mà bên đây không có hàng rào anh Phát? Ở bên đâu? Kìa, một bên đó có hàng rào á. Không hiểu á. Ừ. Tại ta thiết kế cho mình cũng không gần. Dạ. Đây quay lại cho cô bác anh chị xem nè. Ở đây có một cái chữ Hán đây nè. Ừ. Và mình thì không có gõ cái chữ Hán này. Và cái chữ Hán này, bị tấm biển này được khắc bằng cẩm thạch, đá cẩm thạch. Chứng tỏ là ngày xưa là ông rất là giàu ha. Ừ. Như hoa văn họa tiết ở trên đó kìa. Đây là chắc cúng kiến gì thì mình để ly hương vô trong. Rồi lát nữa là hai anh em mình thắp. Em thắp hương cái mới được. Anh có nghe ba mẹ kể về gì cái sự tích gì ở đây không anh Pháp? À, không, cũng không gần không. Ừ. Bình thường thì ở đây khóa cửa ha? Không, khóa cửa, mở cửa, không có người vô giếng. Dạ. Ông thì nằm một bên của hai bà thì hai bà vợ của ông thì sẽ nằm... Mỗi ông nè. Ờ. Ở đây thì có một cái dãy hành lang. Và dãy hành lang này làm bằng sắt, rất là kiên cố luôn. Và ở trên đó cái phần mộ của ông thì nó lớn hơn cái phần mộ của hai bà hai bên. Đây là nãy như nói đây là những cái chậu mà chắc mục đích của ông ngày xưa xây những cái chậu như thế này đó là để trồng chậu bông anh. Vậy chứ không không. Đây là cái tấm mộ bia được xây bằng đá cẩm, được khắc vô trong luôn. Và bằng đá này là đá cẩm thạch. Nhưng mà ở đây là em không hiểu là cái phần mộ ở đây nó có một cái lỗ như thế này là sao ta? Nói chung không gành. Và anh cũng còn nhỏ, anh không có gành không đâu. Dạ. Mấy ông già ngày xưa. Ừ. Đây là cái chữ này nó rất là gõ luôn. Nhưng mà mình không có cái phần mềm nào dịch cái chữ ra. Anh cầm cái máy giùm em cái. Em thắp hương cho em mượn cái quẹt. Em đốt 3 cây đi.
Ở bên đây một cây, hai bên bà hai cây ha. Anh quay em ạ. Tối anh có thường dám ra đây không? Không. Không hả? Không. Anh sợ. Anh mã nhiều quá. Ừ. Đốt chỗ với phần mũ của ông trước ha. Bây giờ mình sẽ qua bên kia mình cắm một cái nữa. Dạ. Em thấy cái phần mộ này rất là lớn luôn. Thấy em tìm hiểu thì hai ngôi mộ này cũng gần cỡ 200 năm. Ở phần sau này rất là nhiều phần mộ ngoài sau ha. Nhìn thấy rất là bề thế luôn. Đây. Anh thấy anh có để ý thấy không? Phần mộ ở bên đây thì nhỏ hơn. Và vẫn là cái bia tấm thạch, bia cẩm thạch như thế này. Đó, vẫn là chữ Hán. Và có một cái hàng rào ha. Anh có, trước giờ anh có để ý không? À, thì bây giờ cắm lên cho ba một nén hương. Mình là hậu bối mà. À, qua bên cái phần bên kia, cái khuôn viên này rộng quá anh. Mình lúc mình trước khi vô đây mình cũng có hỏi xin phép và chủ nhà, cô bác, quý anh chị về thông tin ngôi mộ thì cũng không biết nhiều. Có ông chủ nhà, ông dắt đi, ông nói. Dạ hả? Ông dễ không? Cũng dễ. Đây. Lúc nãy thì không có quẹt, mình không thắp hương được. Ở đây có những cái hoa văn rất là đẹp. Ôi sao là để xây được cái ngôi mộ này mà. Những cái nhà mộ như thế này phải nói là rất là nhiều tiền anh. Ở bên đó nữa đó hả? Cũng dòng họ. Ôi đi qua bên đó đi. Đây thì mộ chính, kia mộ nhỏ đó. Nhưng mà chắc cũng cùng thời với ông á. Ừ, cùng thời dòng họ đó ta mà. Bên đây anh Pháp. Ở đây rất là nhiều những ngôi mộ. Thật ra thì ở Cần Thơ mà để có một cái ngôi mộ bề thế như thế này, ngày xưa gọi là đất Tây Đô mà. Hội đồng mà ngày xưa mà. Dạ. Ôi ôi ngôi mộ này cũng cực lớn ha. Ồ, bên đây thì ở đây thì chắc sao anh Phát. Tại vì bà sinh năm từ trần năm 1932. Đó. Sinh năm 1888. Và theo kiến trúc của ngôi mộ này thì giống như là ngôi mộ bên kia. Và đặc biệt là một cái cấu trúc gọi là cái cấu trúc cổ. Này giống chẳng khác nào những cái ngôi mộ của vua chúa. Ha. Cô bác, quý anh chị thấy không? Ở đằng kia đây có một cái tấm bia rất là lớn ở đằng kia luôn ha. Không có cái thông tin nhiều thì cũng rất là dở. Đây là những cái chậu mà người ta để những cái chậu bông nồi lên đó. Bên đây nè. Bây giờ cho cô bác quý anh chị xem. Bên đây thì lại là toàn là chữ Hán nè. Này. Và họ khắc rất là tinh vi luôn. Cái hình này hình như là mới chà lại hay là trùng tu lại em Pháp? Trùng tu lại vậy? Trùng tu lại phải không? Thì thấy một độ giàu có của cô. Ngôi mộ cổ rất là cổ kính luôn. Thôi cho xin phép hành pháp.